giờ cũng giống giống thần ha, phải đồ đồ chút kia giống thần ha, đi tới thì gan thần luôn. Dạ, trọng tiếp tục với cái cây cầm này không? Dạ cả rồi. Anh sẽ cái rồi, mày nói tao mấy hai tao giải chứ gì tay cục phải không? Có đâu ai dám nói đâu. Này anh mua trong thùng 6 triệu hay gì không? Ra đọt luôn đi, ra ngoài đọt luôn đi chồng ơi, để nó cắt nó giặt hả? Vợ bỏ là bắt đi xa nhớt được đó. Trời. Lên luôn đây, lên trên đi, bỏ lúc đó đây chút nữa lấy máy lên kìa. Không có ai, anh Tám mặn mai, anh cứu anh Tám. Có, chỗ nãy tôi chỉ rồi đó. Chỗ quán cây dừa đó, trời thánh thằng vô rụng má mình muốn ngựa, mấy đứa cũng có. Thôi, chỗ đó không được, anh nó chả là trúng kìa. Cái đi đâu đây thì đúng rồi, coi chừng ta đấu trên bờ đó nha. Đang đấu anh trời nổ lại ra lên luôn. Nổ ngay máy thì ớn luôn. Yeah.
chịu lắm, sẵn đi sẵn hết. Cái cái máy này mà nó chơi nhạc chơi sôi 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 xuống lấy cái cũ luôn à, ha. Lấy xuống cũ hả? Ừ. Cắt cái tụi đó ngang nó đi, ngang cái hai nó đi. Ngang nó rồi.
cái ống bụng ra kìa. Cho test dao. Tôi dối 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 theo. Mở bạn đây. Mở bạn.
nó chổi đúng không? Lỗi khê lạ lạ không nè. Góc lỗi luôn không? Cái miếng da nãy ông chừa là không trắng hết không? Nãy đúng rồi ông trắng trên cái là lâu quá bị dính. Chừa miếng đó đừng cho mình cắt vào. Nó đừng sụp nó ông nhá nhẹ nó cái là đứt rồi. Rồi xong hết nhiêu rồi. Giờ đó xong bấm đường mà ngàn kéo gì. Cái này ngã vô đây đó ông bấm kéo ngã vô đây nè. Xin kết thúc clip này đây nha. Hẹn các bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Rồi.